ban trừ bằng yên. Mẹ là ánh sao dẫn đường chỉ lối chúng con, vượt qua gian nan có mẹ đoàn con vững bước, vững tâm an bình mẹ chờ che nâng đỡ đời con. Trần gian hôm nay đang đắm chìm trong cánh lầm than, hận thù ghen ghét hay ôn dịch nghèo đói gian tham, chúng con cày trong nơi mẹ yêu kêu xin cùng Chúa qua lời cầu nguyện Chúa xót thương đầy lùi ôn dịch ta thân. Thế giới chúng con xin mẹ thương chớ che giữ xin, mẹ chính nguồn cậy trông cho những ai sống trong thất vọng, và là nguồn uy an cho đoàn con xưa nơi trần gian. Là nữ vương bình an cho những ai gặp bước gian nan, xin dâng lên mẹ yêu đón chúng con trên nơi dương trần, nguyện mẹ thương đỡ nâng cho hồn con vui sống. Trần hoàn còn lắng lo kiếm tìm lợi danh, bỏ đường chính ngay để tìm lạc thú an vui, dần hơn ghen tuông oán thù lo âu nghèo đói, thiếu đi nụ cười vì trần gian thiếu vắng niềm tin. Cày trông lên Chúa thương nhân từ ghé mắt nhìn xem, dù lòng thương xót cho nhân loại được sống an vui, có mẹ chờ che thương đỡ nâng bên con ngày tháng trong cuộc đời, lòng con sướng vui bình an chữa tràn tâm hồn. Ôi Maria, chúng con xin dâng lên mẹ cả thế giới chúng con, xin mẹ thương chớ che giữ xin, mẹ chính nguồn cậy trông cho những ai sống trong thất vọng, và là nguồn uy an cho đoàn con xưa nơi trần gian. Ôi Maria, chúng con ca khen danh mẹ, là nữ vương bình an cho những ai gặp bước gian nan, xin dâng lên mẹ yêu đón chúng con trên nguyện mẹ thương đỡ nâng cho hồn con vui sống an bình. Ôi Maria, chúng con ca khen
dính mẹ, là nữ vương bình an cho những ai gấp bước gian nan. Xin dâng lên mẹ yêu đoàn chúng con trên nơi xương trần, nguyện mẹ thương đờ nâng cho hồn con vui sống an bình. Nguyện mẹ thương đờ nâng cho hồn con vui sống.